Xin kính chào quý khách. Dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói hiện là một dịch vụ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý doanh nghiệp. Với những tiện ích và ưu điểm mà dịch vụ này mang lại, chắc chắn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn. Ngay bây giờ, Office Sài Gòn của chúng tôi đang có mặt tại tòa nhà Rimlet nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi kính mời quý khách cùng chúng tôi tham quan dịch vụ văn phòng trọn gói tại tòa nhà này. Tòa nhà Rimlet Building tọa lạc tại mặt tiền đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy, được xây dựng và đi vào hoạt động năm 2016. Đây là một trong những không gian văn phòng mới, hiện đại, hứa hẹn sẽ mang lại chất lượng dịch vụ văn phòng tuyệt vời. Dù tới đầu năm 2017 mới chính thức đi vào hoạt động, thế nhưng sự ra đời của văn phòng trọn gói tại Rimlet Building đã là một tín hiệu vui cho giới startup, cũng như đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của mô hình co-working space tại Việt Nam. Văn phòng trọn gói tại Rimlet còn cung cấp hàng loạt các không gian đa dạng về kích thước lẫn cách bày trí phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp. Với các trang thiết bị hiện đại phù hợp với nhu cầu làm việc từ 1 người đến 20 người, thích hợp với các doanh nghiệp startup vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp thương mại ít nhân sự. Ngoài ra, đối với những khách hàng cần một chỗ ngồi linh hoạt 24/7, không muốn cố định bởi một bàn làm việc, hãy chọn gói Hot Desk của chúng tôi. Với dịch vụ này, khách hàng có thể làm việc bất cứ khi nào, lựa chọn bất kỳ một chỗ ngồi trong khu vực làm việc chung và có thể sử dụng tất cả dịch vụ tại đây. Song song với phần không gian co-working space, chúng tôi cung cấp văn phòng làm việc cố định, được trang bị đầy đủ tiện nghi với bàn làm việc, ghế và tủ hồ sơ, đồng thời có thể tùy chỉnh không gian, nội thất để phù hợp với nhu cầu của từng công ty. Bên cạnh những tiện ích về cơ sở vật chất như phòng làm việc, khu vực co-working space, Rimlet còn cung cấp khu vực phòng họp với sức chứa từ 8 đến 25 người, với đầy đủ máy chiếu, máy lạnh, TV, phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Ngoài ra, để các doanh nghiệp thực sự an tâm khi thuê văn phòng tại đây, Rimlet đem đến các tiện ích văn phòng cần thiết như máy photo, máy scan, máy fax. Điểm đặc biệt tại Rimlet Business Center tính là khu vực pantry, không chỉ là một không gian đầy sáng tạo. Nơi đây được chúng tôi trang bị sẵn trà, cà phê, nước giải khát, cùng các tiện ích như tủ lạnh, lò vi ba, luôn sẵn sàng đem đến cho khách thuê những giờ thư giãn trọn vẹn nhất. Cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy theo chuẩn quốc tế và lối thoát hiểm linh hoạt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu về tòa nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá thuê, các bạn hãy liên hệ ngay với Office Sài Gòn theo hotline 0987110011 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website www.officesaigon.vn để được hỗ trợ tư vấn. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Office Sài Gòn để nhận thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Văn phòng cho thuê chuyên nghiệp Office Sài Gòn, hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn.